trưa 13 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ nghi chồng sát hại vợ và hai con. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, bảo vệ tòa nhà Sarina 1 ở khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông nghe tiếng động ở một căn hộ ở tầng 4 nên chạy đến kiểm tra. Sau đó là cảnh tượng một người đàn ông 40 tuổi tay cầm hung khí, bên trong căn hộ đầy máu. Hoảng sợ, bảo vệ gọi điện báo lực lượng chức năng. Lực lượng thành phố Thủ Đức đến hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kiểm tra căn hộ, một bé gái 3 tuổi cũng đã tử vong. Ngoài ra, một phụ nữ 35 tuổi và một bé gái 7 tuổi bị thương nặng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi người đàn ông bị trầm cảm khoảng 1 tháng ra tay sát hại vợ và hai con.